trắng vậy. Để ăn quả trắng nó dính ở đây, nó ăn nó quăng đây. Chiều bồi thêm que kìa. À bồi nhựa và que là cắm thôi. Nên nên cầm túi trích để tổng kết cho anh em xem. Chào anh em nhé, buổi sáng thì ra bàn vải. Hả? Lại được một con quả trắng nữa rồi. Ta bắt con này. Con này nó béo rồi. Thì có hai con đấy, xong nó quay lại thôi. Ông này ông làm chọn một mình mô rồi. Anh em có nhu cầu sử dụng về keo đánh vạc hoặc là loa đài âm ly thì liên hệ. Có một con dính được mấy cái lông lên ăn đấy thôi. Cạc lòn này nha. Dưới đây một con quả trắng ở ruộng kìa. Này ở nhà thay keo đi. Hả? Hôm nay ở nhà thay keo đi. Đây đánh cái lưới ba túi. Bố thì vừa bắt sống ngay. Đi lưới vạc này thì giá tiền của nó rất là hợp lý, mà anh em mua về là đánh vạc, đánh quả trắng đi đêm. Để đánh diệc khỏe được hết anh ạ. Nằm đúng lốt chân này thì đéo mà ra được. Hả? Nằm đúng lốt chân. Lốt chân này. Đúng. Nằm đúng lốt chân trầu. Kia là một quả trắng vậy. Ăn quả trắng nó dính ở đây, nó ăn nó quăng đây. Chiều bồi thêm que kìa. À bồi nhựa và que là cắm thôi. Cắm để đánh cái giấc giấc trăng sáng này. Quả vạc ấy. Con này dính nhựa rồi sao? Dính đâu? Dính. Dính đâu? Nhựa đâu? Giả. Sao tự nhiên thế bánh? Đậu bờ cái kìa. Chủ yếu. Hai con bắt một. Mùi lại keo để đánh cái giấc này. Đây là con quả trắng. Quả trắng này sụp bãi nhựa anh ạ. Keo được thay hơn chục hôm. Còn lưới đánh vạc thì cái mẫu lưới 3 túi và 4 túi thì bên cơ sở nhà em đang bán khá là nhiều. Đợt này vạc lon nó ra là phải chắn lưới nhỉ. Nhiều khi là nó xuống nó hay đậu ra bờ anh em. Đâm ra không có được đâu. Dạ ôi, keo nó lâu rồi, lại kém kém keo. Đấy, vạc giả xốp mô hình này anh em. Thì anh em có nhu cầu thì ủng hộ bên nhà em. Tổng kết thì hôm nay cũng được khá đấy anh ạ. Hả? Châu cũng bắt sống bình thường. Tiếng vạc của anh Thương Thanh Hóa đánh hay phết anh ạ. Nó có những cái tiếng gọi lóc rách. Hai con quả trắng này lúc đã thấy nó vàng lên rồi, nhỏ mất mẹ mất con to à, được con bé này. Đi, con bé. Bé 60. 60 một con cửa? 60, 40. Ai bắt? Chỉ này có khách ăn 60.000 con này đấy. Bắt vạc ở đây này. Hai vạc một sống này. Kéo được con vạc xám là để cột thêm 1-2 con nữa. Các con này to lắm. Đôi này còn có đôi quả trắng. Nghe mắc lưới. Tay tay lưới đâu. Béo nhỉ. Con này chưa ăn thua. Còn có một này mới là ác. Nên nên cầm túi trích để tổng kết cho anh em xem. Ôi để loa đấy. Chích ở trên kia này, chích cuốc ta đánh được. Nói chung hôm nay thế này đạt công rồi anh ạ. Bốn vạc, 5 chích 2 cuốc ta, gần chục chẳng địch anh ạ. Hả? Ui giời. Hàng hộ đây. Cuốc biển cuốc ta anh em. Nhiều ghê anh em, hôm nay kiếm nhiều tiền luôn. Đúng hơn đó.
cúc biển quốc ta, gần chục cúc biển quốc ta, hai con, gần chục trần lịch, bốn vàng, một quả trắng. Ok anh em nhé.